Em xin chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu với mọi người một cái chậu lavabo hình vuông. Chậu này mình sử dụng mặt đá nha nha cả nhà. Đây ạ, chậu này mình sử dụng mặt đá. Đây là ở trong cái lòng của nó ạ. Trong lòng của nó. Cái chậu này rất là rộng nha cả nhà mình. Chậu này là men sứ của nó là phủ nano ạ. Men sứ của nó là phủ nano. Đây. Chậu mặt đá. Đứng xa xa cho anh chị xem. Nằm ở trên mặt đá. Em có kết hợp thêm một cái dòi hình vuông nữa. Nhưng mà cả nhà mình ai không thích cái dòi này thì mình có thể thay đổi bằng cái dòi khác cũng được nha cả nhà mình. Đây nha. Chậu này rất là đẹp luôn. Đây. Chậu lavabo đặt trên mặt đá. Rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã xem bài.